làm gì nhỉ? Chưa đóng này. Đồ cho Bi ăn nha. Đặt đồ ăn đây nhé. Chị bóc ra để làm cho Bi ăn nhé. Làm sao phải bảo chị nha, đừng tự lấy như thế. Đặt ra đây. Chờ chị xíu. Này, cho Mi ăn miếng này. Ngon không? Ngon không? Để chị bóc tiếp nhé, chờ chị xíu nhé. Đây, cho Mi miếng nữa này. Nào, ngồi xuống chờ chờ chị nhé. Ngon không? Nhà Bi ngồi ngoan chờ chị nha. Sắp xong rồi. Ngồi chờ chị nhá. Bi ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi Bi. Nhà Bi ngồi chờ nhá. Chờ chị nhá. Bi ngồi ngoan chờ chị nha. Đây chị cắt nó xoáy cho Bi nhá. Chờ chị. Bi chờ chị, Bi chờ chị, Bi chờ chị. Sắp xong rồi. Bi ngồi chờ chị nhé. Bi có đói không? Đói không? Đói không? Bi ngồi đây, chị lấy sữa nhé. Chị lấy sữa trong chậu nó đây nhé. Đây, chị mang sữa đến nhé. Này, chị trải khăn ra cho Bi để Bi ăn nhé. Ngồi ngoan đây nha. Chị bỏ một cốc vào nhé. Bi ăn một cốc à? Cho sữa vào nhé. Bi ngồi chờ chị xíu. À, xong rồi. Chị bốc ra cho Bi Bi nhé. Đi chờ chị, chờ chị, chờ chị. Đây chị bốc Bi ăn nhá. Chờ chị xíu, chờ chị xíu. Chờ chờ.
Nào, chờ chị một chính. Đây. Nào, trải khăn ra. Đây của Bibi đây, chị xúc cho Bibi ăn nhá. Ngon không? Chị xúc cho Bibi ăn nhé. Ăn từ từ thôi. Ăn từ từ thôi. Ngon không? Ngon không? Nào Bibi tự ăn đi. Hả? Tự ăn nhá. Rồi tự ăn nhá, để chị ăn nhá. Nào Bibi tự sắp này. Cho Bibi này. Điểm ngon không? Cho Bibi đem đến xoài nhé. Em đi. Bi ăn hết rồi chị đút cho Bi nhá, đút cho Bi nốt nhá. Nào, ấm sữa. Ngon không? Ăn từ từ thôi. Nào. Từ từ nhá. Nào, chị đút tiếp nhá. Ngon không? Còn đến cuối thôi. Rồi. Hết rồi. Uống đây. Bi ăn nữa không? Chị múc thêm nhá. Thêm cho Bi nhá. Đây, chờ chị xíu. Từ từ nhá. Ăn từ từ thôi. No chưa? Bụng no chưa? Ừ? Bụng mày no chưa? Chị tự đi nhé. Vào đây chị cắt cho. Đưa từ từ. Nè, chị lau miệng cho Bibi nhé. Nè, lau tay à. Tay bên kia. Rồi, Bibi ra xem TV đi để chị dọn đồ nhé. Bibi ơi, ngồi trên TV ngoan nhá. Chờ chị xíu.